chào các bạn, mình đang ở gian hàng của Fujifilm và đang cầm trên tay chiếc máy mà mình mong chờ từ năm ngoái đến giờ, chiếc máy tuyệt vời nhất mà mình theo mình. Đây là cái X-Pro1, cái bản nâng cấp của X100 và nó lớn hơn rất là nhiều. Cái cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay là nó chuyên nghiệp hơn hẳn. Nó không giống, mà dù X100 cũng khá là xịn, nhưng mà cái cảm giác cầm X Pro 1 trên tay thì nó rất là chắc chắn và nó giống như là một cái thứ để kiếm tiền hơn là cái chụp theo đam mê như là X100. Và chắc chắn là những ai mà đang dùng những cái máy phim hay là máy cổ thì họ sẽ cảm thấy như trở về nhà khi cầm cái máy này lên trên tay. Ở mặt trước thì mình sẽ có một cái ống ngắm. Cái ống ngắm này vừa là ống ngắm quang học vừa là ống ngắm điện tử. Nó cũng giống như là X100. Chúng ta có cái ống kính, thì ống kính ở đây Fuji đang gắn là cái ống 3514. Cái ống này có vẻ như là sẽ có giá là $500, khá là rẻ so với những cái hãng khác. Ở đây chúng ta có đèn trợ nét và hai cái micro, hai pyro để quay phim. Cái nút gạt này, ở trên X100 thì nó gạt từ trên xuống, còn cái này thì nó gạt từ dưới lên. Thì nó sẽ đóng vai trò chuyển giữa cái viewfinder điện tử và viewfinder quang học. Chúng ta có cái bảng nó cũng lớn hơn là X100. Ngoài ra nếu mà bạn cảm thấy cái bảng này chưa đủ thì có thể mua thêm một cái phụ kiện, thì nó sẽ lồi cái bảng ra và nó gắn chặt vào dưới này, chúng ta sẽ cầm thoải mái hơn. Mình có cái nút bấm để mở ra. Thì đây là bạn thấy cái cảm biến 16 megapixel X-Trend của cái X100 này. Và cái khoảng cách giữa cái cảm biến này với cái ống kính rất là ngắn, nó chỉ khoảng 17.7mm thôi. Tức là nó còn ngắn hơn cả những cái máy Leica thật. Và nó tương đương với một cái máy Nex. Khá là ngạc nhiên. Bởi vì cái khoảng cách nó càng ngắn thì ảnh từ rìa của bạn nó sẽ nét hơn. Tuy nhiên thì có một nhược điểm là nó dùng focal length, tức là nó sẽ không có dùng cái màn chập kiểu lá như là X100. Do vậy mà tốc độ ăn đèn của nó sẽ chỉ là khoảng 1/125, chậm hơn rất là nhiều so với X100. X100 thì gần như là không có giới hạn, 1/4000 nó vẫn bắt được. Rồi mình sẽ gắn trả nó lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nếu mà có sau này mua được máy và có bài đánh giá chi tiết. Đây là trên đỉnh thì là X Pro 1. Chúng ta có chân cắm đèn, cái khu vực để chỉnh tốc độ. Chúng ta sẽ nhấn vào đây để xoay. Khi mà bạn cầm này thì bạn xoay sẽ dễ hơn. Cái nút gạt để mở máy, nút FN này thì bạn có thể tùy chỉnh. Cái con quay để điều chỉnh EV, tăng giảm EV. Thì khi mà mình cầm như thế này, chúng ta có thể đánh rất là dễ dàng, di chuyển dễ hơn. Tuy nhiên thì cái tốc độ có vẻ như là hơi bất tiện hơn là X100. Nó sẽ bị vướng bởi cái này. Ở đây chúng ta có, đây là cái mặt sau của máy. Bạn sẽ thấy một cái viewfinder. Cái viewfinder này theo hình tròn, là theo kiểu những cái máy chuyên nghiệp, ví dụ như D3 thường dùng, chứ không có theo hình vuông như ngày xưa nữa. Chúng ta có cái cảm biến. Bạn thấy là khi mình chạm sờ nhẹ vào đây hoặc là cách xa một xíu thì nó sẽ tự động nó tắt màn hình. Đó là cảm biến mắt. Chúng ta có sản xuất ở Nhật Bản, rất là tuyệt vời. Cái nút view mode để chuyển giữa các cái chế độ, ví dụ như là dùng eye sensor hay là chỉ ngắm ở đây thôi, không dùng cái này, không dùng màn hình, hoặc là chỉ dùng màn hình không. Chúng ta có con quay này trên các máy X series thì cũng không dùng nhiều. Cái nút điều khiển iLock, iFLock. Ở đây chúng ta có nút Q thì có vẻ như nó là nút quick để chỉnh nhanh giữa các chế độ này. Ví dụ như ta chỉnh chất lượng hình là basic, chỉnh ISO, chỉnh dynamic range, chỉnh white balance, chỉnh chế độ chụp hình raw, cái kích tỷ lệ hình, noise reduction, hay là một số cái tông hình ảnh. Đây là những cái thiết lập nhanh, rất là nhanh so với trước kia. Còn nếu mà bạn muốn tùy chỉnh tất cả thiết lập thì chúng ta quay về đây thì chúng ta sẽ có những cái này. Nó khá là giống cái máy X100, nhưng mà cái menu nó có vẻ chuyên nghiệp và rất là nhiều thiết lập. Ở đây là nút display thì nó chỉnh giữa các cái chế độ hiển thị thôi. Và cái đặc biệt là cái nút macro vẫn còn. Cái nút macro thì nó sẽ giúp chúng ta lấy nét gần hơn, mặc dù nó sẽ lâu hơn và tùy vào cái ống kính nữa. Bỏ cái macro này đi. Thì có rất là nhiều người than phiền về cái tốc độ lấy nét của X100 và X
X Pro 1 đã khắc phục được điều đó, mặc dù vẫn chưa thật nhanh như là X 10 nhưng mà nó khá là tốt. Trong những cái điều kiện lấy nét khó, hơi khó thì máy vẫn lấy nét được. Rồi mình sẽ thử cho các bạn cái tốc độ cái màn chập, tại vì có rất là nhiều người quan tâm đến cái tiếng màn chập, thì mời các bạn nghe cái tiếng màn chập. Mình thử để 6 mình 1 giây. Rồi chúng ta sẽ thử một cái X100. Mình đã thử cái tốc độ màn chập của cái tiếng màn chập của X1 Pro và mình sẽ cho các bạn coi cái tiếng của X100 mặt trước. Rồi bạn có thể nghe gần như không nghe thấy gì, rất là êm, trong khi cái máy này thì nó lại ồn hơn. Ở đây mình có cái X1 Pro và X100, thì các bạn thấy là cái kích thước của hai máy tương phản khá là rõ. Cái máy của mình là màu bạc, còn cái máy này màu đen. Cái máy này nhỏ, cái máy này bự. Cái ống kính cùng là ống 35 nhưng mà ở đây 35-14 nó sẽ lớn hơn so với 35-2 ở đây. Ống này thay được ống kính, cái này không thay được ống kính, cái này 12 chấm, cái này 16 chấm. Và ở đây chúng ta có cái nút gạt, nút gạt để chuyển viewfinder. Cái này cũng là nút gạt nhưng mà nút gạt từ dưới lên. Cái phần grip của cái máy này nó cũng sẽ lớn hơn là cái X100. Và đây, X100 thì mình dùng cái công tắc gạt ở đây, gạt như thế này để chỉnh cho cái chế độ lấy nét. Còn cái này thì gạt ở mặt trước. Đây là mặt sau. Mặt sau thì mình gắn thêm cái này, mình gỡ nó ra cho các bạn coi. Chúng cùng sử dụng một cái chân đèn flash cùng cái xoay tốc độ, nhưng mà cái của X1, X Pro 1 thì nó lớn hơn và có vẻ hơi cứng hơn là X100. X100 thì rất là dễ. Cũng là con quay nhưng mà mình thích cái con của X Pro 1 hơn. Viewfinder này thì vuông, cái này thì tròn, áp mắt hơn và lớn hơn. Hai cái cảm biến và những cái nút điều khiển, bạn có thấy là nút view mode được đặt lên đây. Cùng có cái con nhưng mà con này của cùng con lăn nhưng mà của X100 chỉ là gạt qua gạt lại, còn của X1 Pro là nó xoay luôn. Giống DLR. Xuất hiện thêm nút quick, nút airlock, nó thì nó nằm ở đây. Nút play ở bên này. Nút right ở đây. Nút macro cũng bị chuyển lên và những cái này không mất đi cái chức năng bởi vì nó không còn cái flat cup nữa. Nút display vẫn nằm đây và không có nút draw. Rất là hay. Ở trên này thì bạn thấy là nó có hai nút FN là như nhau, công tắc gạt cũng như nhau. Và cả hai đều có cái lỗ cho soft release, thì mình có thể gắn nó vào đây, gắn cái con đỏ đỏ của mình vào. Rồi. Đó. Nó giúp chúng ta bấm dễ hơn. Rồi, xin cảm ơn.